Chào các bạn nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật, đáng lẽ ở nhà nghỉ ấy. Nhưng mà có một khách cần hỗ trợ của máy nén khí, nên là mình vừa mới chạy xuống nhà khách để sửa cho khách con máy nén khí. Đây là cây xăng ở đường Tân Sơn nhé các bạn, C1 đường Tân Sơn. Qua đây để các bạn biết là các bạn mua cái gói bảo dưỡng rất là quan trọng. Đây, khi mà máy bị trục trặc ra thì tiệm phải đóng cửa. Đây, hiện tại tiệm phải đóng cửa. Đây, xe cộ chờ rất là nhiều. Đấy, xe chờ rất là nhiều nhưng tiệm phải đóng cửa. Vừa mới xuống làm cho anh ấy sửa ra anh ấy cái chị đây là công trình của chị Thẩm. Đây, mình vô trong mình coi tí nhé. Chị Thẩm ở C1 Tân Sơn. Đây là cái máy Puma nha các bạn. Puma này có bị cái vấn đề về rơ le nắp này nó bị không nhảy nữa nên nó không chạy, nên là tiệm phải đóng cửa từ hôm qua đến giờ. Đây mình về xuống kiểm tra cái máy này thì nó bị hỏng cái rơ le, hai cái đầu hút này. Máy này máy hai cấp nữa mà. Hiện tại không làm việc được nữa thì con này bắt buộc là phải bảo trì lại, tháo là coi là nó nguyên nhân gì. Đây là cầu nâng rửa xe này các bạn, cầu nâng mà không có máy nén khí á, cầu nâng như là một chỗ thôi, không còn tác dụng gì nữa. Đây, các bạn coi nha. Bằng rất là đẹp, nhưng khi mà này nên đó là cây xăng, đây là rửa xe, chăm sóc xe. Nhưng các bạn thấy nếu trường hợp máy nén khí hoặc là cái máy rửa xe thôi, nó trục trặc cái đó là phải ngưng cả cái tiệm luôn. Tiệm này có lấy của Tahiko một con máy. Đây là con máy rửa xe Kokoro nữa các bạn. Con này chạy rất là bền bỉ. Con này thì hôm giờ không hư nữa đúng không? Chạy hoài đúng không? Bữa trước mới ráp ra cái xuống bảo trì mấy lần á, cho mấy ông sử dụng. Bây giờ sử dụng quen cái là nó đâu bị gì nữa. Nói quá trời nói. Dạ. Bấm ông khác nghe. Nó có này mà 30 40 không có bà. Con này T2020. Đây này, con này nó có 1500 PSI thôi. Đây là mình chạy ép nó quá không được không? Cái hạ T2020G này không phải là nói VSI của nó đâu. Cái này là cái tên của máy thôi. Cái này công suất của nó nằm đây này. Công suất của nó có 15. Có nghĩa là lên đồng hồ này á là nó lên đến 10 100 1500 PSI. Thì nó lên đến số 10 thôi là ok, đồng hồ này hư rồi. Đấy, nếu các bạn cần bảo trì bảo dưỡng hay là tư vấn về lắp đặt thì các bạn cứ liên hệ với kỹ thuật của công ty Tahiko nhé, các bạn sẽ được hỗ trợ.
trợ nhiệt tình, kể cả ngày chủ nhật, nhưng hôm nay